Tới gần sáng ngày 25 tháng 1, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã khám nghiệm xong hiện trường và đang điều tra nguyên nhân vụ xe máy trượt dài rồi tông thành cầu sắt An Phú Đông làm hai người thương vong. Gần 3 giờ sáng cùng ngày, hai thanh niên chở nhau bằng xe máy chạy trên đường Nguyễn Thái Sơn hướng qua đường Vườn Lài. Khi đến đoạn đường cong ở dốc cầu sắt An Phú Đông thuộc địa bàn phường 5, quận Gò Vấp thì trượt ngã xuống đường, xe máy và hai nạn nhân trượt đi gần 10 mét rồi tiếp tục tông vào thành cầu bằng sắt. Hậu quả một người tử vong tại chỗ, một người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân. Nhân chứng cho hay họ nhìn thấy hai nạn nhân phóng đi với tốc độ rất nhanh và không đội nón bảo hiểm, khi gặp đoạn cua gấp thì không xử lý kịp.